Ara. Hết sức rồi. Không thấy anh đâu có đập đâu. Có tay vệt vệt rồi, nhưng mà vệt vệt vậy mới ghê á nha. Chịu. Khi đập là biết cái đường cầu, nhưng mà vệt vệt là không. Cứ vệt vệt nó cũng chạy mệt chứ không. Đập vậy chứ mà chạy không mệt.